Em xin mến chào toàn thể các bác đã quay trở lại với kênh Tuyên Phú Audio. Thưa các bác thì hôm nay là cuối ngày. Ngày hôm nay là ngày 19 tháng 6 thì chúng em cũng nhận được khá là nhiều đơn. Đó. Và có một vài bác khách có hỏi là trước khi gửi đi thì làm một cái review, một cái clip ngắn để có thể là soạn đơn. Đó. Thì ví dụ các bác có xem thì là để ý ngày để có thể nhận đơn giúp chúng em. Đó thì ở đây thì là chúng em đang hôm ngày hôm nay thì đơn đầu tiên sẽ là được một đơn dây loa này. Đây này là đơn của anh Tùng ở Trà Vinh. Đó, anh có đặt bên em là 30 mét dây loa 10 nõi. Và thật là tình cờ thì là đây cũng là một đơn nữa, cũng là dây loa. Thì nó cũng là một bác ở Sóc Trăng. Đó. Miền Tây luôn ạ. Đây, đơn này là của anh Hà Vũ Tâm. Đó, thị trấn Long Phú, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng. Đây là 40 mét dây loa 8 nõi. Hai dây loa này thì đều về miền Tây hết này. Và tiếp theo thì là chúng em có một đơn nữa là loa chép Pioneer. Đó, đôi chép này thì là của chú Hà Thu. Đó, đây là chép chân gỗ. Đây cũng là một đơn chép chân gỗ nữa là của chú Màu ở Quảng Ninh. Đó. Còn đây, cái đơn này thì là đơn giá treo loa tay dài cộng với một mic treo loa. Trên đơn đều có hết này. Đó, một bộ giá treo loa tay dài của một bộ treo ti của cô này nhá. Còn đơn này là đơn văn số của anh Quý ở Mường Na, Sơn Na. Đó, anh Quý ở Sơn Na này. Đặt bên là một văn số T7 bãi và 4 dây canon đen. Em đã đóng gói thành công. Đó, còn trong nhà này thì chúng em đang đóng hoàn thiện nốt với cái đơn này. Thì đơn mic kiwi này thì là chúng em chưa đóng này. Mic kiwi này là của chú Ngọc. Đó, huyện Da Huai, Lâm Đồng nhá. Đó. Và còn cái đơn này chính là đơn mạch súp. Đó, một mạch súp 718 này. Một mạch súp chả này, cộng một bộ chuyển quang, cộng dây một mét chống trượt, 4 mét dây noi bên đen và mỏ chim mềm. Đó, thì đơn này cũng khá là nhiều, cọc linh tinh cả. Thì đó là cái sự yêu thương của toàn thể các bác tin tưởng bên Tuyên Vũ Audio chúng em. Chúng em cố gắng nhiều hơn nữa để mang những cái sản phẩm giá rẻ, chất lượng tới toàn thể các bác. Và các bác hoàn toàn có thể yên tâm khi sử dụng dịch vụ của Tuyên Vũ Audio chúng em. Thì ngoài những cái sản phẩm audio này ra thì chúng em cũng xin nói qua là ngoài những cái sản phẩm audio này ra thì chúng em cũng có nhận nắp đặt. Đó, nắp đặt phòng hát và set up cho quán karaoke và cập nhật bài hát mới cho đầu BTE và đầu Việt KTV. Các bác nhá. Thì đó là muốn nói qua mấy điều. Đó, các bác có nhu cầu bài hát mới hoặc là set up lại phòng karaoke, hoặc là các bác muốn nâng cấp âm thanh cho phòng karaoke thì hãy cứ điện tới số điện thoại 0978503822 thì bên em sẽ hỗ trợ. Và mọi chi tiết thì các bác cũng có thể để lại bình luận bên dưới, chúng em sẽ tư vấn. Em cảm ơn toàn thể các bác đã quan tâm và theo dõi video của chúng em. Đây là những cái đơn hàng mà các bác có xem thì ý điện thoại giúp em để có thể nhận hàng nhanh nhất có thể. Em xin chào các bác.